Kính thưa quý thính giả, kính mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi với chúng tôi với ông Trần Anh Kim ở tại Thái Bình. Dạ vâng. Vâng, thưa anh Kim, của anh cái suy nghĩ như thế nào về cái việc mà cái cuộc tranh chấp giữa Hoàng Sa và Trường Sa như là cách nhượng đất nhượng biển của Trung Quốc dưới cái thời ông Lê Khả Phiêu? Thì thưa anh, với tư cách là một người trong quân đội, anh nghĩ gì về cái vấn đề nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hèn nhát và không dám lên tiếng để mà phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc lấn chiếm một Trường Sa và Hoàng Sa, thưa anh? Thưa Hòa Hà và thưa tất cả các quý vị khán giả nghe đài hôm nay, tôi là một sĩ quan đã từng chỉ huy chiến đấu đánh quân Trung Quốc xâm lược, và tôi vẫn nói rằng nếu như không có cái tiểu đoàn chúng tôi chặn đứng được những cái trung đoàn bộ binh của địch thì nó sẽ thực hiện đúng được ý đồ chiến lược của nó là gì, ăn cơm sáng ở Lạng Sơn và ăn cơm trưa Hà Nội, thì lúc bây giờ tôi nghĩ nó tàn phá đất nước như nào. Và thực tế mà nói, trong thâm tâm của chúng tôi là những người lính và những người sĩ quan ấy, thì chúng tôi bảo là chúng tôi vẫn cứ nói với nhau ấy, thực ra mà nói là Mỹ xâm lược Việt Nam nhưng không phải, chính tàu mới là xâm lược, mà chúng ta phải sống với tàu 1.000 năm Bắc thuộc, ta đau lắm chứ, nó giết phu nó hiếp phụ chúng ta đau lắm chứ, ngày xưa các cụ còn lại, lịch sử còn lại, cho nên chúng tôi rất căm, cho nên là chúng tôi không thể chung sống với tàu được và coi tàu là kẻ thù số một, chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Thế thì ngay cái thời gian chiến đấu tháng 2 năm 1979 ở trên là biên giới Lạng Sơn ấy, thì lúc bây giờ là có Nga giúp đỡ, chúng tôi đã nói rằng, nói với nhau đấy, ông Nga lúc về chỉ miệng hùm gan sữa thôi, tàu đánh như vậy ông chẳng ủng hộ được cái gì, vũ khí của ông cũng ủng hộ thì toàn cái loại sản xuất từ năm 39 năm 42 thôi, cho nên bắn không đúng lô đúng liều, nó sai lắm, có khi nó để đánh vào chính ta đấy. Đấy là cái về vấn đề này, về tàu, nói là cái sự căm thù thằng tàu, đây là chúng tôi có cái lòng căm thù thằng tàu ngay từ đó rồi. Thế còn sau khi Trường Sa thế này nhỉ, sau khi Trường Sa thì đến bây giờ năm 1988 nó đánh Trường Sa, thì tôi đã đi nói chuyện với cái huyện, cả một cái huyện ở huyện Hưng Hà này, tôi nói chuyện về Trường Sa này. Thế nhưng mà lúc bây giờ là cái hạm đội tàu nguyên tử của Nga nằm ở cảng Cam Ranh. Thế nhưng mà khi tàu nó đánh Trường Sa của ta như vậy, nó giết bao nhiêu sĩ quan như vậy, thế mà cuối cùng là ông Nga không thay đổi gì cả. Thế ngay lúc đó tôi đã suy nghĩ rồi, tôi nói là tôi nói chuyện với các anh em, tôi bảo là nếu như tôi là người được quan hệ và người được phát biểu cái chính kiến của mình thì tôi sẽ thân Mỹ. Sau khi đánh Mỹ xong rồi, để Mỹ cút được rồi, theo đúng ý tưởng của Hồ Chủ tịch rồi, thì tôi thân Mỹ hơn. Bởi vì khi Mỹ đứng ở Việt Nam thì tôi tin rằng tàu không dám làm như vậy. Cho nên là tôi đã coi những người chiến sĩ, những sĩ quan của quân đội Việt Nam Cộng Hòa giữ quần đảo Hoàng Sa đều là những anh hùng cả, đều là những anh hùng của dân tộc Việt Nam cả, bởi vì người ta còn anh hùng hơn cả quân đội nhân dân Việt Nam, người ta còn giữ được quần đảo Hoàng Sa. Và lúc đó tôi lại càng thấy cái ý nghĩa của cái việc để cho tàu nó đánh Hoàng Sa, Trường Sa, lại càng chúng tôi thấy, nghĩ rằng chúng tôi đau đớn. Và thực tâm mà nói là những sĩ quan không đuổi được quân tàu ở ngoài Hoàng Sa, chúng tôi thấy nhục, chúng tôi thấy nhục lắm anh ạ. Thế cho nên tôi nói bây giờ là kể cả anh em và sĩ quan chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và kể cả quân đội nhân dân Việt Nam, chức năng của lực lượng chúng ta là vũ trang, chúng ta là gì, là chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, chứ không phải bảo vệ đảng. Chúng tôi là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, chứ chúng tôi không phải bảo vệ đảng. Cái đó là nói rõ như thế. Cho nên là tôi vẫn tôn vinh những cái anh mà năm 1974 là của quân đội Việt Nam Cộng Hòa giữ quần đảo Trường Sa, chúng tôi vẫn tôn vinh các anh là các anh hùng, và chúng tôi vẫn khâm phục các anh ấy. Chỉ có một lực lượng nhỏ như vậy và phải chống một cái lực lượng như vậy lớn như vậy, mà trong khi chính cái Đảng Cộng sản Việt Nam này đem bán cái đó cho tàu, đau lắm. Sau này chúng tôi biết, trên lúc đó nó bưng bít lắm mà nhà chúng tôi không biết đâu. Cho nên là về cái quan điểm Hoàng Sa Trường Sa thì bây giờ tôi hoàn toàn thống nhất với các sĩ quan trẻ bây giờ đấy. Người ta nhận thức đấy, người ta bảo cái Đảng Cộng sản Việt Nam này, cái nhà nước Việt Nam này hèn nhát, những cái quân đội chúng tôi nó không hèn đấy. Vừa rồi là sau khi bị cách chức toàn bộ cái bộ tư lệnh của quân khu thủ đô đấy, thì tôi nghe một sĩ quan nói thì tôi sung sướng lắm. Tôi thấy anh em mới là sĩ quan trẻ cho nên nhận thức là tốt. Còn riêng bản thân tôi thì tôi nghĩ là thế này này, thực ra mà nói bản thân chúng tôi thì chúng tôi không bao giờ hèn nhát, chúng tôi không bao giờ chịu nhục trước cái thằng của Trung Quốc. Thế nhưng mà cái đảng này nó chịu nhục, cái đảng này nó bán đấy, là rõ ràng bây giờ là cái đảng này đem bán nước, bán Hoàng Sa, bán Trường Sa cho tàu, bán nên là biên giới cho tàu, bán biển cho tàu, thế là coi như bán nước rồi. Thì tôi thấy là tôi đã nói rằng chưa cái nỗi, chưa trong lịch sử dân tộc Việt Nam của các triều đại, chưa cái triều đại nào khốn nạn như cái triều đại Đảng Cộng sản Việt Nam đem bán nước. Ngày xưa ông cha ta đấy, mặc dù có đánh tàu, sau khi nó là nước mạnh thì vẫn đem cống nó, cống nạp nó, nhưng không bao giờ nhường cho nó một tấc đất. Đấy là cái thái độ của ông cha ta rất rõ. Đáng nhẽ ra cái Đảng Cộng sản này cũng phải học ông cha ta tổ chức, đừng để cho tàu nó chiếm một tấc đất chứ. Thì tại sao bây giờ để nó chiếm Trường Sa, để nó chiếm Hoàng Sa của ta như vậy? Thế nhưng mà có một cái điều tôi thấy nó khốn nạn nữa ở chỗ này. Khi thằng tàu nó chiếm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của ta, nhân dân, những người yêu nước, rồi nhất là lực lượng sinh viên xuống điều biểu tình, thì đảng lại cho lực lượng để đàn áp người ta, không cho người ta là đứng để biểu tình chống quân tàu. Người ta chống tàu mà người ta chống đảng đâu, thế tại sao lại cấm?
Thế thì rõ ràng đã lột chân cái bộ mặt của cái chế độ Cộng sản Việt Nam này đã thân tàu rồi. Cho nên bác Giang bác biết, bác nói là cảnh giác với Lê Chiêu Thống, tôi bảo khả năng là nông nước mạnh nó trở thành Lê Chiêu Thống rồi. Cho nên bản thân tôi đã thưa với anh là tôi suốt đời của quân ngũ, tôi 10 năm ở chiến trường miền Nam, nhưng chiến trường miền Nam tôi tham gia chiến đấu thì ít, tôi còn vận tải thì nhiều thôi. Nhưng mà ra chiến trường miền Bắc đánh quân Trung Quốc ấy, là tôi tham gia đánh từ đầu cho đến cuối, đánh từ phút đầu cho đến phút chót. Mà 12 năm tôi lăn lộn ở trên chiến trường ấy, ở trên biên giới phía Bắc nữa. Cho nên là tôi rất căm thù tàu, cho đến bây giờ tôi cũng rất căm thù tàu. Và tôi đã nói rất rõ quan điểm của tôi với cái Đảng Cộng sản Việt Nam là gì. Thằng tàu phát triển được như ngày hôm nay là nó nhờ Việt Nam, đáng nghĩa là phải cảm ơn Việt Nam. Bởi vì Việt Nam ngu không để Mỹ ở đây, cho nên thằng tàu nó mới lớn tới, và bây giờ nó mới phát triển như vậy. Đấy là cái đó, mà cái mà đấy là suy nghĩ của tôi đấy. Cho nên tôi viết bài cái lối ra là gì. Lối ra là tôi bảo là bây giờ trong cái thời buổi hiện nay rồi, cả thế giới người ta đi theo một chiều rồi, chỉ có mỗi 4 nước thôi, trong đó có Việt Nam thôi, là cứ đi theo mình một hướng. Thế mà cái nguyên tắc của nó là gì? Nguyên tắc của nó là thiểu số phục tùng đa số. Thế tại sao bây giờ cái Đảng Cộng sản Việt Nam không phục tùng cái đa số đi? Bây giờ cả cái thế giới này người ta đi theo con đường đa nguyên đa đảng, cả cái thế giới này người ta dân chủ hóa đất nước rồi, cả cái thế giới này người ta đi theo phong say sưa với phong trào dân chủ tự do rồi. Và chính ngày xưa chúng tôi rất say sưa với độc lập dân tộc này, với nền là tự do này, dân chủ này, ai cũng có cơm ăn, ai cũng có mặc, ai cũng có học hành. Chúng tôi say sưa mục tiêu, chúng tôi đi đánh giặc. Nếu không thì tôi bảo là thà là ngày đó chúng tôi đi nghe cái lực lượng chiêu hồi của Việt Nam Cộng hòa, chúng tôi chiêu hồi xong rồi đi theo chế độ Việt Nam Cộng hòa, chúng tôi thấy bây giờ chúng tôi có gì cũng sướng hơn nhiều, chúng tôi không đến nỗi khổ như thế này nhỉ. Đấy, nó như thế. Cho nên là tôi riêng về cá nhân tôi, và tôi tin rằng tất cả những sĩ quan và bây giờ tất cả những đồng đội của tôi rất căm thù cái thằng tàu để chiếm Hoàng Sa Trường Sa của ta. Ở ngoài miệng thì nó nói 16 chữ vàng đấy, nhưng thực tế việc làm của nó là như vậy. Nó chiếm Hoàng Sa, nó chiếm hải đảo của ta, nó chiếm biên giới của ta, rồi nó chiếm đến là vùng trời vùng biển của ta. Xong rồi là nó lại làm cho dân tộc ta, cho nhất là lực lượng thanh niên bây giờ này. Anh em lực lượng thanh niên bây giờ là nghiện hút, rồi là nhảy, rồi là thuốc lắc, tất cả đều của tao đưa sang cán. Nó làm cho cái con người thanh niên của ta bây giờ không còn tư cách nữa rồi. Thưa vậy trở thành thân tàn ma dại hết thôi. Bây giờ cái cảnh của Việt Nam nó, tôi đã nói vào nó đồi bại, nó suy đồi hơn chế độ phong kiến thực dân ngày xưa cơ. Bây giờ là nghiện hút rất là nhiều. Thế rồi cảnh như là gì? Ông bà cúng con, cha mẹ cúng con. Thế hỏi làm sao như vậy? Bởi chúng nó nghiện nó chết cả anh ạ. Đấy, cái thôn tôi ngày xưa có 8 xóm thì chỉ nghe có nghiện đấy chứ. Thế bây giờ cả xóm nghiện rồi. Thế đấy, tất cả những cái đó là đều tàu nó dồn sang tôi, đều tàu nó đưa sang tôi. Thế rồi cái thằng Việt Nam này thưa với anh là cái gì? Thưa với anh là nó ham tiền. Nhưng đấy anh bảo là cái đội trưởng chống ma túy thì này là đi buôn ma túy. Thế bây giờ tôi nói là vậy thì chúng nó cứ bảo là cá thể. Tôi bảo cá thể, tại sao ngày xưa dùng cái hình ảnh của chị Dậu để chửi cả một chế độ, dùng cái chuyện Kiều đấy, chị Thúy Kiều để chửi cả chế độ, dùng cái bước đường cùng của Nguyễn Hoan để chửi cả một cái chế độ. Thì bây giờ một cái thằng ấy nó cũng làm một cái hình ảnh của chế độ chứ. Tại sao này lại bảo là chỉ một cá nhân? Thế bây giờ là nhiều cá nhân rồi thì nó thành thối nát rồi chứ. Cho nên tôi đã thưa với anh, tôi đã nói rằng cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã đạt đến đỉnh cao của sự ngu xuẩn rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là cả thế giới người ta vẫn cái chủ nghĩa Mác Lênin mà sọt rác rồi. Thế mà bây giờ nó vẫn trương chủ nghĩa Mác Lênin với lại tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Cho nên thưa với anh Hoàng Hà, thưa với tất cả các quý vị nghe cái buổi hội đàm hôm nay, là bản thân tôi đứng ra tôi đấu tranh hẳn với cái thể chế này, đấu tranh hẳn với cái đảng này. Và tôi từ bé cho đến bây giờ tôi đặt xét là chính trị, tôi chỉ làm công tác đảng đăng trị thôi. Cho nên bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, ông Nguyễn Minh Triết là một, ông Nguyễn Tấn Dũng là hai, sang Mỹ khẳng định rằng chúng tôi không có tù chính trị, để tôi làm xịn chính trị đi, nó cứ bắt tôi vào tù để tôi chứng minh với thế giới rằng đây tù chính trị đấy. Cho nên là tôi sẽ đấu tranh đến cùng về cái chuyện quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và tôi sẽ có lời kêu gọi cho tất cả các sinh viên, tất cả sĩ quan trẻ, tất cả các lực lượng trong quân đội, chúng ta hãy kiên quyết đứng lên đấu tranh đòi nhà cầm quyền Bắc Kinh phải trả lại Hoàng Sa và Trường Sa cho dân tộc Việt Nam. Bởi vì dân tộc Việt Nam nó đổ quá nhiều máu khu vực ấy rồi, cho nên phải trả lại. Và có như thế thì 16 chữ vàng tôi mới chấp nhận. Còn nếu không làm như vậy, trả lại tất cả những cái đất ở trên biên giới nó đã chiếm. Thương cái lời kêu gọi của anh nó là kêu gọi tất cả các quân đội đứng lên chống lại cái nhà cầm quyền. Nhưng mà thưa anh, nhà cầm quyền Trung Quốc mà được là lấn chiếm là tất cả những cái hòn đảo hay là đất đai của chúng ta đó, là do cái sự hợp tác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giúp đỡ để cho nó lấy đất nước chúng ta. Thì thưa anh, cái việc mà anh kêu gọi quân đội mà chống Trung Quốc đó, thì tại sao chúng ta không có đưa cho quân đội thấy rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó, đang hèn mạt cái dân đất nước của mình cho người khác? Thưa anh như thế này ạ, bây giờ là chúng tôi vẫn nói với nhau đấy, là sống trong chăn ví biết chăn có rận. Cái mánh khóe của Đảng Cộng sản Việt Nam là nó người ta cài cắm từ đội thiếu niên trở lên anh ạ. Cho nên tất cả các cái lực lượng trong nó đều có đảng cả. Ví dụ như bây giờ trong quân đội biên chế thì từ tiểu đội trở lên là tiểu đội trưởng nó phải đảng thôi.
Thế thì anh bảo làm sao mà làm được? Tất cả của đảng cả. Và bây giờ quân đội ta là phải chung với đảng cơ mà. Đáng nhẽ quân đội ta là phải chung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nhân dân. Thế nên bây giờ lại nói là quân đội ta chung với đảng. Chung với đảng tức là chung với có 3 triệu người thôi. Đấy, cho nên nó cài từ tiểu đội trưởng trở lên cho đến tổng nguyên là bí thư quân ủy trung ương là Nông Đức Mạnh. Mà thưa với anh thế này, Nông Đức Mạnh không một ngày quân đội, bây giờ làm bí thư quân ủy trung ương thì thưa anh biết cái gì về lực lượng vũ trang? Không biết gì về lực lượng vũ trang cả. Thế nhưng cái nguy hiểm nhất của nó như thế này nhỉ, cái nguy hiểm nhất của nó là từ vô sản bây giờ chúng nó đã trở thành hữu sản, mà chúng nó đã trở thành những cái nhà tư sản đỏ, địa chủ đỏ, nó rất giàu, cho nên nó phải thân với Trung Quốc để bảo vệ chính cái ngai vàng của nó. Và chính quân đội bây giờ cũng đã thoái hóa biến chất rồi, các sĩ quan vào sĩ quan vào đảng là mục tiêu của nó, là để nó chấn áp anh em, chấn áp lính để nó làm giàu cho nó thôi, cho nên nó cũng thoái hóa biến chất cả rồi nhỉ. Cho nên tôi bảo là quân đội nó bây giờ nó cũng thoái hóa biến chất rồi, nó là đảng cả mà. Chỉ bao giờ quân đội nó không giữ sự lãnh đạo của đảng nữa, quân đội nó phải độc lập, quân đội nó phải đúng chức năng của nó, là nó chỉ có bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân thôi, thì mới làm được cái chuyện đó. Thế thì cái muốn làm được cái đó thì thưa với anh thế này, tôi cũng như tất cả các sĩ quan trẻ, nhưng tôi rất mừng là thế này này, rất mừng những sĩ quan trẻ người ta đã nhận ra. Cái mừng thứ nhất của tôi là sĩ quan trẻ nhận ra, cái mừng thứ hai là các cháu sinh viên đã nhận ra cái đó, là tôi rất mừng đã nhận ra điều đó. Cho nên quân đội chúng ta phải tách khỏi đảng, quân đội chúng ta không thể bảo vệ đảng được, chúng ta quân đội chúng ta là bảo vệ Tổ quốc. Thế bây giờ Tổ quốc đang mất đấy mà quân đội không làm thì tôi cho là cái quân đội này cũng là hèn luôn, cái quân đội nhân dân Việt Nam bây giờ là hèn luôn. Bởi vì là quân đội cứ tự hào thì bây giờ thưa với anh thế này này, tôi nói là bây giờ nó toàn dùng những cái ngày xưa đã có, tức là ngày xưa chúng tôi làm được, để đi nó khoe với nước ngoài rằng là chúng tôi đánh thắng đế quốc, nói chúng tôi đánh thắng đế quốc, nhưng bản thân chúng nó có đánh đâu. Thế nhưng mà tôi thấy nghe một câu rất sâu sắc khi mà ông Phan Văn Khải sang bên Thái Lan ấy, ông ấy đưa ra ông khoe với lại ông thạc sĩ đấy, ông bảo là đất nước Việt Nam chúng tôi tự hào là đánh hết đế quốc này, đánh hết đế quốc ca. Và ông thạc sĩ nó trả lời một câu rất ngắn gọn, ông bảo thưa ông ấy, đất nước chúng tôi không có vinh hạnh được đánh thắng những cái đó. Nếu giả sử như tôi là người sâu sắc, tôi nghĩ cái đó nó nhục quá. Thế còn quân đội nhân dân Việt Nam bây giờ anh bảo là thưa với anh là từ tiểu đội trưởng cho đến nó đảng cả, cái đảng nó kìm kẹp như thế thì làm sao mà xoay chuyển được tình hình. Thế mà anh em thì nó này bây giờ nó cũng giống như lúc của tôi còn trẻ mà, thì thích đảng lắm, chỉ thích vào đảng để nhồi nhét, rồi thích tiến độ, thích thế nọ, thích thế kia, cho nên là cuối cùng nó không dám chỉ huy quân nào cái đó. Thế nhưng mà tôi tin rằng đến khi mà anh em sĩ quan trẻ và các cái lực lượng đã nhận ra thì lúc bây giờ nó khác. Tôi tin rằng nó sẽ có cái bước, lúc này đang tích lũy về lượng, và đến khi cái lượng đủ rồi, nó chuyển thành chất rồi, thì tôi tin rằng lúc đó trở thành sức mạnh. Tôi có cái niềm tin như vậy, anh ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Trần Anh Kim rất là nhiều việc. Và chúng tôi sẽ liên lạc tiếp tục lại với ông Kim để mà có thể trình bày thêm về cái quan điểm của cái người cùng bộ đội cũng như là trong quân đội để mà làm thế nào để bảo vệ Tổ quốc chúng ta trong những cái ngày tới. Mà rõ ràng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất là hèn mà khi mà im lặng không để cho người dân hay là quân đội chống lại những cái việc mà xâm lấn đất đai của Cộng sản Trung Quốc. Và trước khi chúng tôi rời khỏi làn sóng này, thưa ông Trần Anh Kim cũng như là có thể cho một cái lời kết cuối cùng về cái cảm nghĩ về cái việc trong tương lai, trong những ngày tới này, quân đội ta làm gì để có thể vạch mặt nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để mà chống lại nhà Cộng sản Trung Quốc và để lấy lại một sự tự độc lập cho dân tộc chúng ta. Thưa anh. Vâng, thưa anh Hoàng Hà và thưa tất cả các quý vị nghe trên hội luận hôm nay, tôi có một cái suy nghĩ thế này này. Trước sau, cái lực lượng trẻ này nó cũng sẽ phát huy truyền thống của ông cha ta, Trần Hưng Đạo, Quang Trung. Khi đã nhận đúng là vấn đề rồi thì Đảng Cộng sản Việt Nam có cản không được nữa, dứt khoát nó phải đứng đúng vào vị trí, đúng vào chức năng của nó là gì, là lực lượng vũ trang phải bảo vệ Tổ quốc. Khi Tổ quốc chúng ta mất, kiên quyết chúng ta phải chiến đấu để giành lại, và chúng ta phải giành độc lập trọn vẹn, dân chủ thực sự, tự do thực sự, đúng nghĩa của nó. Chứ chúng ta không mang theo cái kiểu gọi là tự do dân chủ của Cộng sản gấp triệu lần dân chủ Cộng sản. Nhưng tôi thấy rằng ông Thiệu, ông nói một câu rất hay là gì, đừng nghe Cộng sản nói, hãy nhìn những việc Cộng sản làm. Thì trách nhiệm của chúng tôi là những người đi trước, chúng tôi phải làm cho lực lượng trẻ nhận ra vấn đề đó. Và sau khi nhận ra vấn đề đó, từ chỗ người ta nhận thức rồi là người ta chuyển đến cái chất khác rồi, thì tôi cũng như lần tôi trả lời BBC đấy, bây giờ nó đang là sóng ngầm, nhưng khi nó trở thành sóng thần rồi thì thưa với anh nó sẽ dập tắt. Tôi tin rằng cái đó sẽ có, vấn đề chỉ còn là thời gian, thưa anh Hoàng Hà. Qua đài tôi xin chân thành cảm ơn anh Hoàng Hà, chân thành cảm ơn tất cả các quý vị trong ban biên tập hôm nay, và chân thành rất cảm ơn tất cả những người trên diễn đàn hội luận ngày hôm nay. Chúc tất cả các quý vị mạnh khỏe và luôn luôn đoàn kết, gắn bó bên nhau, kiên quyết không để cho dân tộc Việt Nam phải chịu cái nỗi nhục như Đảng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền, đang bắt chúng ta phải chịu. Thưa anh Hoàng ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trần Anh Kim rất là nhiều, và xin kính chào anh.